Chào các em, hôm nay chúng ta lại cùng nghiên cứu tiếp một bài mới nữa, đó là phương trình bậc hai mộc ẩn. Trước khi sang bài mới, em hãy kể tên một số phương trình mà em đã biết. Chúng ta có nè, phương trình bậc nhất mộc ẩn, phương trình bậc nhất hai ẩn, phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu. Đây là những cái phương trình mà chúng ta đã học. Bây giờ em hãy thử cho ví dụ về phương trình bậc nhất mộc ẩn. Ví dụ như là phương trình 2x cộng 4 bằng 0, phương trình trừ 2x cộng 5 bằng 0, vân vân. Em có thể cho các phương trình tùy ý. Bây giờ cô có 5 cái phương trình như trên bảng. Yêu cầu hãy xác định tên của từng phương trình. Như vậy câu A, phương trình 2x cộng 3 bằng 0, rõ ràng đây là phương trình bậc nhất một ẩn. Vì sao? Bởi vì phương trình này chỉ có một ẩn, đó là ẩn x, và bậc của nó chính là bậc 1, bậc cao nhất là bậc 1. Phương trình thứ hai, 2x trừ 5y bằng 3. Đây chính là phương trình bậc nhất hai ẩn. Bởi vì trong phương trình này có hai ẩn là x và y, và bậc cao nhất của nó đều là bậc 1. Phương trình thứ ba, đây chính là phương trình tích, bởi vì nó có dạng tích bằng 0. Phương trình thứ tư, đây là phương trình chứa ẩn ở mẫu, nhìn thấy rất là rõ ràng bởi vì có ẩn ở dưới mẫu. Như vậy tên của phương trình thường được đặt theo dấu hiệu đặc trưng của nó. Thế thì cái phương trình x bình trừ 28x cộng 52 bằng 0 sẽ có tên là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu vào bài học hôm nay, đó là phương trình bậc 2 một ẩn. Chúng ta tìm hiểu bài toán mở đầu ở sách giáo khoa trang 40. Chúng ta cùng đọc đề. Trên một thửa đất hình chữ nhật có chiều dài 32m, chiều rộng 24m, người ta định làm một vườn cây cảnh có con đường đi xung quanh. Hỏi bề rộng mặt đường là bao nhiêu để diện tích phần đất còn lại bằng 560m². Bây giờ chúng ta sẽ mô tả bằng hình ảnh. Đây là mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 32m và chiều rộng 24m. Vườn cây như thế này có con đường đi xung quanh. Hỏi rằng bề rộng của mặt đường là bao nhiêu, biết diện tích mảnh đất còn lại là 560m². Thế thì bây giờ giả sử chúng ta gọi cái bề rộng mặt đường con đường đi xung quanh này là x mét. Thế thì lúc này điều kiện của x sẽ là một số lớn hơn 0 và nhỏ hơn 12. Phần đất còn lại lúc này sẽ có chiều dài. Đây. Rõ ràng chiều dài là phải lấy 32 trừ đi 2x mét. Còn chiều rộng phần đất còn lại sẽ là 24 trừ đi 2x mét. Như vậy thì diện tích của mảnh đất hình chữ nhật, cái phần còn lại ở giữa, sẽ lấy chiều dài của nó nhân với chiều rộng của nó là 32 trừ 2x, tất cả nhân với 24 trừ 2x mét vuông. Và theo đề bài thì lúc này cái phần diện tích này nó bằng 560 mét vuông, cho nên ta có phương trình. Đấy. Phương trình này sau khi nhân vào, biến đổi, rút gọn, ta sẽ được một cái phương trình thu gọn, đó là x mũ 2 trừ 28x cộng 52 bằng 0. Quan sát cái phương trình này, em thấy rõ ràng phương trình này chỉ có một ẩn, ở đây chính là ẩn x, và số mũ cao nhất của nó chính là mũ 2. Thế thì cái phương trình này được xác định nó là thuộc dạng phương trình bậc 2 một ẩn. Ta cùng tìm hiểu định nghĩa. Như vậy thế nào là phương trình bậc 2 một ẩn? Nếu phương trình bậc 2 một ẩn là phương trình có dạng ax mũ 2 cộng bx cộng c bằng 0. Trong đó x là ẩn, a, b, c là những số cha trước được gọi là hệ số và a phải khác 0. Bởi vì nếu a bằng 0 thì lúc này phương trình sẽ không còn là phương trình bậc 2 nữa. Sau này phương trình bậc 2 một ẩn thường được gọi gọn là phương trình bậc 2. Bây giờ ta lấy ví dụ phương trình x bình phương cộng 50x trừ 15.000 bằng 0 là một phương trình bậc 2. Hệ số A ở đây là bằng 1, B là bằng 50 và C là bằng âm 15.000. Cái việc chúng ta xác định chính xác hệ số ABC nó rất là quan trọng, các em chú ý. Tương tự như vậy, cô có cái phương trình thứ hai, trừ 2x bình phương cộng 5x bằng 0. Đây cũng là một phương trình bậc 2 và hệ số của nó là A bằng trừ 2, B bằng 5, C ở đây em không có thấy, có nghĩa là C bằng 0. Người ta gọi đây là phương trình khuyết C. Ví dụ phương trình thứ ba, 2x bình phương trừ 8 bằng 0.
Đây cũng là một phương trình bậc 2. Hệ số của nó A bằng 2, B ở đây bằng 0 và C là bằng âm 8. Phương trình này được gọi là phương trình khuyết B. Để củng cố lại lần nữa định nghĩa phương trình bậc 2, chúng ta cùng làm bài tập chấm hỏi số 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc 2? Chỉ rõ các hệ số A, B, C của mỗi phương trình ấy. Các em quan sát phương trình A, x bình phương trừ 4 bằng 0. Theo như định nghĩa, rõ ràng đây là một phương trình bậc 2. Hệ số A bằng 1, hệ số B ở đây bằng 0 và hệ số C là trừ 4. Phương trình ở câu B, x mũ 3 trừ 4 x bình phương trừ 2 bằng 0. Đây chính xác là không phải phương trình bậc 2, bởi vì không có dạng AX bình cộng X cộng C bằng 0. Ở đây ẩn nó đến bậc 3 lần. Phương trình C, 2X bình phương cộng 5X bằng 0. Phương trình này đương nhiên là phương trình bậc 2, với hệ số A bằng 2, B bằng 5 và C bằng 0. Đây là phương trình khuyết C. Câu D, phương trình 4X trừ 5 bằng 0. Nhìn vào chắc bạn nào cũng nhận ra đây là phương trình bậc nhất một ẩn, không phải phương trình bậc 2. Phương trình E, trừ 3x bình phương bằng 0. Theo như định nghĩa, đây là một phương trình bậc 2, với hệ số A bằng trừ 3, B bằng 0 và C cũng bằng 0. Như vậy chúng ta đã nắm được định nghĩa của phương trình bậc 2. Bây giờ cùng một số phương pháp giải đối với các phương trình bậc 2. Đầu tiên là phương trình bậc 2 dạng khuyết C, tức là phương trình lúc này chỉ còn là ax bình cộng với x bằng 0, a khác 0. Ví dụ, chúng ta giải phương trình 3x bình phương trừ 6x bằng 0. Thế thì để giải phương trình này, đầu tiên ta sẽ phân tích vế trái thành nhân tử. Ở đây vế trái này phân tích thành nhân tử chỉ có thể là đặt nhân tử chung thôi. Nhân tử chung ở đây là 3x, chúng ta sẽ đặt ra 3x nhân với tất cả x trừ 2 bằng 0. Và sử dụng phương trình tích để chúng ta giải. Ta sẽ giải được ngay hai nghiệm ở đây là 0 và 2. Kết luận, vậy phương trình có hai nghiệm x1 bằng 0, x2 bằng 2. Đây là cách kết luận nghiệm của phương trình bậc 2. Chúng ta lưu ý. Với cách làm tương tự, ta sẽ giải bài tập chấm hỏi số 2. Phương trình 2x bình phương cộng 5x bằng 0. Hoàn toàn tương tự, ta phân tích vế trái thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung. Như vậy ta sẽ đặt x ra ngoài là nhân tử chung, ta sẽ được là x nhân với 2x cộng 5 bằng 0. Và sử dụng phương trình tích, ta cũng giải được hai nghiệm x1 bằng 0, x2 bằng trừ 5/2. Như vậy qua hai cái bài giải trên, chúng ta xem để giải một phương trình bậc 2 khuyết C ta sẽ làm như thế nào. Như vậy để giải phương trình bậc 2 khuyết C, ta sẽ phân tích vế trái thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung, rồi áp dụng cách giải phương trình tích để giải chúng. Cụ thể, em quan sát cách giải. Ta xem thứ hai, đó là phương trình khuyết B, tức là phương trình lúc này có dạng ax bình phương cộng c bằng 0 với a khác 0. Ví dụ, giải phương trình x bình phương trừ 3 bằng 0. Thế thì phương trình này nhìn vào là thấy rất là đơn giản. Ở lớp 8 ta cũng đã từng giải rồi. Đầu tiên ta sẽ chuyển vế, chuyển trừ 3 sang bên phải, ta được là x bình bằng 3. Và đương nhiên giải được x bằng cộng trừ căn 3. Kết luận phương trình đã cho là có hai nghiệm x1 bằng căn 3 và x2 là bằng trừ căn 3. Áp dụng vào bài tập chấm hỏi số 3, ta cũng làm tương tự. Chuyển vế sau đó giải trực tiếp, ta sẽ được nghiệm. Nghiệm ban đầu là x bằng cộng trừ căn của 2/3. Và ta áp dụng quy tắc khử mẫu của thức lấy căn, ta sẽ được là cộng trừ căn 6/3. Và kết luận nghiệm của phương trình là x1 bằng căn 6/3, x2 bằng trừ căn 6/3. Như vậy để giải một phương trình bậc 2 khuyết B, ta làm như thế nào? Cách giải phương trình bậc 2 khuyết B đó chính là chuyển C sang vế phải rồi đưa về cái dạng x bình bằng trừ C chia A. Khi x bình bằng trừ C chia A, lúc này ta dựa vào dấu của A và C để chúng ta kết luận nghiệm. Nếu như A và C cùng dấu thì phương trình sẽ vô nghiệm. Còn nếu A và C trái dấu thì lúc này phương trình sẽ có hai nghiệm, chính là x bằng cộng trừ căn bậc 2 của trừ C chia A.
Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp chấm hỏi số 4. Các cái mục chấm hỏi 4, 5, 6, 7 này là yêu cầu học sinh chúng ta tự tìm hiểu sách giáo khoa, nhưng mà có sự hướng dẫn của thầy cô. Bây giờ em chú ý nè. Đầu tiên ta có x trừ 2 tất cả bình phương bằng 7 phần 2. Như vậy thì dễ dàng chúng ta sẽ tương đương được là x trừ 2 sẽ bằng cộng trừ căn của 7 phần 2. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển trừ 2 sang vế phải, nó sẽ thành cộng 2. Rồi căn của 7 phần 2 chúng ta khử mẫu đi, ta sẽ được kết quả là 2 cộng trừ căn của 14 trên 2. Như vậy rõ ràng phương trình có hai nghiệm. Hai nghiệm này để cho nó gọn thì chúng ta sẽ quy đồng lên. Quy đồng với mẫu chung là 2, chúng ta sẽ được kết quả x1 bằng 4 cộng căn 14 tất cả trên 2, và x2 là 4 trừ căn 14 tất cả trên 2. Đây là xong bài tập chấm hỏi số 4. Bài tập chấm hỏi số 5 cho phương trình x bình phương trừ 4x cộng 4 bằng 7 phần 2 với yêu cầu là biến đổi vế trái. Thì vế trái ta quan sát ta thấy x bình trừ 4x cộng 4 đây chính là hằng đẳng thức bình phương của một hiệu. Và ta dễ dàng nhận ra đó chính là x trừ 2 tất cả bình. Ta được cái phương trình là x trừ 2 tất cả bình bằng 7 phần 2. Và nhận ra ngay đây chính là phương trình đầu tiên của chấm hỏi 4. Như vậy ta đã hoàn thành xong chấm hỏi số 5. Tiếp chấm hỏi số 6 cho phương trình x bình trừ 4x bằng trừ 1 phần 2 với yêu cầu là cộng 4 vào hai vế. Sau khi cộng 4 vào hai vế, chúng ta thấy vế trái chính là hằng đẳng thức bình phương của một hiệu, và vế phải ta được kết quả làm gọn là 7 phần 2. Và phương trình này chính là phương trình của bài tập chấm hỏi số 5. Ta tiếp tục sang chấm hỏi số 7. Cho phương trình 2x bình phương trừ 8x bằng trừ 1 với yêu cầu là chia hai vế cho 2. Sau khi chia hai vế cho 2, ta được phương trình là x bình phương trừ 4x bằng trừ 1 phần 2. Rõ ràng đây chính là phương trình của bài tập chấm hỏi số 6. Như vậy ta đã hoàn thành qua 4 bài tập này, em về tham khảo thêm ở sách giáo khoa, tự tìm hiểu thêm. Bây giờ ta sẽ vận dụng giải một cái phương trình với đầy đủ hệ số ABC. Đó là phương trình 2x bình phương trừ 8x cộng 1 bằng 0. Để giải phương trình này thì bước thứ nhất là em chuyển 1 sang vế phải. Chuyển vế thì đổi dấu, ta sẽ được là 2x bình phương trừ 8x bằng trừ 1. Nó quy cái phương trình đầy đủ này trở về dạng của bài tập chấm hỏi số 7. Như vậy thì từ chấm hỏi 7 ta lại quy ngược về chấm hỏi 6, quy ngược về chấm hỏi 5 đến chấm hỏi 4. Mà ở chấm hỏi 4 ta đã giải ra được nghiệm. Như vậy từ đó ta sẽ biết được cách giải của phương trình đầy đủ, giải như thế nào. Ta trình bày lại bài giải. Như vậy để giải phương trình này thì bước thứ nhất là bước chuyển hệ số C, tức là chuyển 1 sang vế phải. Chuyển vế thì đổi dấu, ta được phương trình là 2x bình phương trừ 8x bằng trừ 1. Sau khi chuyển vế xong, chúng ta sẽ chia hai vế của phương trình cho 2. Chia ta sẽ được là x bình phương trừ 4x bằng trừ 1 phần 2. Tiếp theo là cộng 4 vào hai vế của phương trình. Cộng 4 vào hai vế của phương trình ta sẽ được là x bình phương trừ 4x cộng 4 bằng 7 phần 2. Tiếp tục biến đổi vế trái đưa về hằng đẳng thức bình phương của một hiệu, ta sẽ được là x trừ 2 tất cả bình bằng 7 phần 2. Và cuối cùng giải như bài tập chấm hỏi số 4, ta sẽ kết luận được phương trình có hai nghiệm: x1 bằng 4 cộng căn 14 trên 2 và x2 là bằng 4 trừ căn 14 trên 2. Phần ví dụ 3 này thì em trình bày vào vở luôn. Tương tự quay trở lại ở cái bài toán mở đầu, ta có cái phương trình là x bình phương trừ 28x cộng 52 bằng 0 đó, đi tìm cái bề rộng của mặt đường lối đi xung quanh cái mảnh vuông đó. Thì phương trình này được giải như thế nào? Đầu tiên ta cũng chuyển vế cộng 52 sang phải là thành trừ 52. Sau đó cộng 196 vào hai vế của phương trình. Thì cái việc cộng này là để nó xuất hiện hằng đẳng thức. Cái con số 196 này cộng vào, lý do là nó là bình phương của 14 cho nên ta cộng 196. Thì phân tích cái số 28 ra là ta được là 2 nhân với 14, cho nên ta dự đoán ở đây là hằng đẳng thức dạng A bình trừ 2 lần AB cộng B bình, thì B bình ở đây chính là 14 bình. 14 bình là 196. Đó là lý do xuất hiện số 196 ở đây đó. Thì đưa vào hằng đẳng thức chúng ta sẽ được
x trừ 14 tất cả bình bằng 144. Ta cũng sẽ giải ra được hai trường hợp, tức là x trừ 14 bằng 12 hoặc là bằng trừ 12. Và cuối cùng ta giải ra được là x sẽ bằng 26, x bằng 2, đúng chưa nào? Kết hợp với cái điều kiện hồi nãy chúng ta đã có điều kiện là x lớn hơn 0 và phải bé hơn 12. Như vậy bé hơn 12, lớn hơn 0 thì thỏa mãn hết rồi, nhưng mà bé hơn 12 thì chỉ có một giá trị thỏa mãn thôi, đó là số 2. Còn số 26 chúng ta sẽ loại đi. Kết luận cuối cùng là chiều rộng của mặt đường lúc này là 2 m. Như vậy ta đã tìm được đáp án của bài toán mở đầu. Bây giờ ta sang phần luyện tập. Đầu tiên ta sẽ làm bài tập số 11 ở sách giáo khoa trang 42. Đưa các phương trình sau về dạng ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0 và chỉ rõ các hệ số a, b, c. Phương trình thứ nhất. Đây. Thế thì để đưa phương trình này về dạng ax bình cộng bx cộng c bằng 0 thì chúng ta chuyển vế thôi, cho vế phải nó bằng 0. Như vậy chuyển hết sang bên trái, nhớ chuyển vế là phải đổi dấu. Sau khi chuyển sang bên trái, chúng ta sẽ làm gọn các hạng tử đồng dạng lại. Chỉ có 2x cộng x là đồng dạng thôi, cho nên là phương trình cuối cùng là 5x bình phương cộng 3x trừ 4 bằng 0. A rõ ràng bằng 5, B bằng 3 và C bằng trừ 4. Đó là câu A. Câu B hoàn toàn tương tự, chúng ta cũng chuyển vế đi. Cho vế phải nó bằng 0. Sau khi chuyển vế, làm gọn các hạng tử đồng dạng lại, ta sẽ được 3 phần 5x bình trừ x trừ 15 phần 2 bằng 0. Và xác định A là bằng 3 phần 5, B là bằng trừ 1, C là bằng trừ 15 phần 2. Chúng ta tiếp tục đến với câu C. Phương trình 2x bình phương cộng x trừ căn 3 bằng căn 3 nhân x cộng 1. Thì bước thứ nhất chúng ta cũng chuyển vế đổi dấu đi, sau đó làm gọn các hạng tử đồng dạng lại. Ở đây ta thấy hạng tử đồng dạng là có là x trừ căn 3 nhân x, thì ta sẽ đặt nhân tử chung là x ra ngoài, bên trong còn lại là 1 trừ căn 3. Còn cái nhóm hệ số tự do gồm có là trừ căn 3 trừ 1, ta sẽ nhóm đặt dấu trừ ra ngoài, đổi dấu thành là trừ mở ngoặc căn 3 cộng 1. Đó. Như vậy phương trình cuối cùng ta sẽ xác định được nó là một phương trình bậc 2. Trong đó hệ số A là bằng 2, B là 1 trừ căn 3 và C chính là trừ tất cả căn 3 cộng 1. Ta sang tiếp câu D. Câu D thì chúng ta cũng chuyển vế cho vế phải bằng 0. Và với M là một hằng số thì chúng ta cũng xác định được A bằng 2, B chính là trừ 2 nhân với M trừ 1 và C chính là M bình phương. Như vậy đối với phương trình bậc 2, em lưu ý cách xác định hệ số ABC. Hệ số A chính là hệ số đi kèm với ẩn x mũ 2. Còn hệ số B là hệ số đi kèm với ẩn x mũ 1 và hệ số C là số tự do. Bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp bài tập số 12 ở sách giáo khoa trang 42, yêu cầu giải các phương trình sau đây. Bài này nó có nhiều phương trình, em sẽ giải phương trình B, C, E, còn lại về nhà chúng ta làm. Đầu tiên phương trình B, hoàn toàn tương tự bởi vì đây là phương trình khuyết, chúng ta đã biết cách giải rồi. Thì bước thứ nhất em sẽ chuyển vế, chuyển trừ 20 sang phải thành cộng 20. Sau đó là chia hai vế cho 5 đi, chúng ta sẽ được là phương trình x bình bằng 4 và giải ra được là x sẽ bằng cộng trừ căn 4, tức là cộng trừ 2. Và ta kết luận nghiệm là x1 bằng 2, x2 bằng trừ 2. Hai nghiệm này gọi một cách cụ thể đây là hai nghiệm phân biệt. Ta sang phương trình thứ hai ở câu C. Phương trình này chúng ta đặt là phương trình 2. 0,4 x bình cộng 1 bằng 0. Đây là dạng cũng phương trình khuyết, khuyết B. Nên bước thứ nhất chúng ta cũng chuyển vế, chuyển cộng 1 sang bên vế phải là thành trừ 1. Ta được là x bình phương bằng trừ 1 chia cho 0,4 tương đương x bình phương bằng trừ 2,5. Thì em thấy x bình phương mà bằng trừ 2,5 thì điều này là hoàn toàn vô lý, bởi vì x bình phương thì luôn luôn không âm, mà vế phải một số không âm mà bằng một số âm, đây rõ ràng là vô lý. Cho nên phương trình 2 này là một phương trình vô nghiệm. Ở câu E, cô đặt đây là phương trình 3. Phương trình này là phương trình khuyết C, thì cách giải của nó chính là phân tích vế trái thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung. Nhân tử chung ở đây chính là trừ 0,4x. Chúng ta đặt nhân tử chung ra ngoài,
ta sẽ được phương trình là trừ 0,4x nhân với x trừ 3 bằng 0, và tương đương là trừ 0,4x bằng 0 hoặc x trừ 3 bằng 0, ta giải được hai nghiệm x bằng 0 hoặc x bằng 3. Trừ 0,4 nhân x bằng thì tương đương được x bằng 0 nha. Nhiều bạn nhầm lẫn chỗ này đem chuyển vế là sai đấy. Đây là phép nhân thì ta sẽ chia hai vế cho trừ 0,4 đi. Ta sẽ được x bằng 0. Kết luận vậy phương trình cũng có hai nghiệm phân biệt là x1 bằng 0, x2 bằng 3. Như vậy ta đã hoàn thành 12. Qua cái bài hôm nay yêu cầu các em là phải học kỹ lại nắm khái niệm của phương trình bậc 2, nhận dạng cho được một cái phương trình như thế nào là phương trình bậc 2. Nắm được cách giải cho mỗi dạng khuyết B, khuyết C và cách giải của dạng thứ ba là dạng đầy đủ đó. Thì cách giải này là cơ sở để chúng ta xây dựng công thức nghiệm sẽ học ở tiết sau. Về các em làm bài tập 12 câu A câu D, các bài tập 15, 16, 17 ở sách bài tập. Chuẩn bị trước bài 4, bài 5 ta đọc trước đi. Có thể xem trước các tiết dạy trên truyền hình để chúng ta nắm cái công thức nghiệm phương trình bậc 2 trước đi. Chúc các em học thật là tốt.